Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng chuyển nhượng ngày 11 tháng 5 năm 2020. Trước khi đến với những thông tin bóng đá có trong ngày hôm nay, chúng tôi mong quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ bằng cách bấm subscribe ngay kênh YouTube Hơi Thở Bóng Đá. Nhớ bấm chuông để nhận được thông báo mỗi khi tin chuyển nhượng của chúng tôi lên sóng. Và sau đây là những thông tin có trong tin nóng chuyển nhượng ngày hôm nay. Ronaldo đệ nhị sắp chia tay Lyon. Bỏ lại phía sau chuỗi ngày không thành công ở Manchester United, Memphis Depay đã tỏa sáng rực rỡ khi chuyển sang Olympic Lyon. Sau 134 trận đấu, tiền đạo người Hà Lan đã ghi được 53 bàn thắng và đóng góp 43 pha kiến tạo. Với tài năng và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ, chàng trai 26 tuổi đã được trao tấm băng đội trưởng của sư tử Sombrone. Mặc dù vậy, tương lai của Memphis Depay ở Olympic Lyon đang trở nên bất định. Tiền đạo người Hà Lan đang được nhiều đội bóng lớn quan tâm. Trong khi đó, sư tử Sombrone rất khó có cơ hội giành vé tham dự đấu trường châu Âu ở mùa giải 2020-2021. Hợp đồng của chàng trai 26 tuổi với đại diện của Ligue 1 chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm 2021. Và rất có thể, chủ tịch Jimmy Sanolas sẽ quyết định bán anh ngay trong mùa hè sắp tới. Những ngày vừa qua, truyền thông Italia đưa tin AC Milan đang bày tỏ sự quan tâm tới Memphis Depay. Tiền đạo người Hà Lan hoàn toàn phù hợp với triết lý của huấn luyện viên Ralf Rangnick, người đang được nhắm đến cho vị trí huấn luyện viên ở San Siro. Song mới đây, chủ tịch Jimmy Sanolas của Lyon đã phủ nhận thông tin này. Trả lời phỏng vấn với A Formula, ông cho biết, hiện tại không có bất kỳ tin tức nào. Memphis đã cho tôi biết rằng cậu ấy sẵn sàng nói về chuyện tương lai khi trở lại Pháp. Người đại diện của Memphis cũng để ngỏ chuyện ra đi nếu chúng tôi không thể tranh tài ở đấu trường châu Âu. Manchester United, Real Madrid, Barcelona có cơ hội mua siêu tiền vệ Ajax. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Ajax đã đồng ý bán ngôi sao tấn công Hakim Ziyech cho Chelsea với giá 33,3 triệu bảng. Mùa hè này, đội bóng Hà Lan tiếp tục chuẩn bị chia tay thêm một trụ cột nữa, đó là trường hợp của Van de Beek. Ngày hôm qua, đích thân giám đốc điều hành của Ajax là Van der Sar đã khẳng định điều này trên báo chí. Năm ngoái, chúng tôi có thỏa thuận cá nhân với Andre Onana, Nicolas Taliafico và Van de Beek rằng họ sẽ ở lại Ajax thêm một giải nữa. Sau đó, đội bóng sẽ tạo điều kiện để họ tìm kiếm bến đỗ mới trong sự nghiệp, không có gì thay đổi cả. Chúng tôi sẵn sàng để Van de Beek ra đi, nhưng không có chuyện giảm giá 50%. Các câu lạc bộ đừng có mơ nghĩ đến điều đó. Giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa này đã phải kết thúc sớm vì Covid-19. Ajax dĩ nhiên có thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, có thể tin lời Van der Sar là Ajax không phải chịu sức ép buộc phải bán Van der Beek với giá rẻ. Lý do là bởi tình hình tài chính của Ajax đang rất ổn. Hè năm ngoái, họ đã thu về 140 triệu bảng tiền chuyển nhượng từ việc bán hai ngôi sao hàng đầu là De Ligt cho Juventus và De Jong cho Barcelona. Đấy là chưa kể 33,3 triệu bảng từ vụ Ziyech. Trong vòng chưa đầy một năm, Ajax đã bỏ túi gần 200 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Thế nên không có chuyện họ phải bán tống bán tháo Van der Beek kể cả trong thời đại dịch. Việc Ajax chính thức bật đèn xanh là tín hiệu mừng cho rất nhiều ông lớn. Hiện có ít nhất 4 đại gia châu Âu đang theo đuổi tiền vệ sinh năm 1997 này là Manchester United, Tottenham, Real Madrid và Barcelona. Trong đó, Quỷ Đỏ là người máu mua Van der Beek nhất. Nhiều khả năng, Manchester United sẽ để Pogba ra đi trong hè này. Matic vẫn ở lại Old Trafford nhưng chỉ là hợp đồng có thời hạn 1 năm. Ở hoàn cảnh đó, Quỷ Đỏ cần thêm người ở hàng tiền vệ và họ đang nhắm tới Van der Beek như sự bổ sung hoàn hảo nhất. Tottenham cũng có nhiều lý do để chiêu mộ tiền vệ 23 tuổi, bởi tuyến giữa đang là khu vực bị xáo trộn nhiều nhất từ khi Jose Mourinho tới. Với Barcelona và Real Madrid, hai người khổng lồ Tây Ban Nha cũng đang cần tăng cường sức mạnh tuyến giữa. Ở giải trước, Van der Beek góp công lớn vào chiến tích vào tới bán kết Champions League của Ajax. Đó là mùa giải mà anh góp tới 17 bàn sau 57 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 4 bàn ở Champions League. Mùa này, Van der Beek vẫn duy trì phong độ cao khi có 10 bàn trên 37 trận. Van der Beek là mẫu tiền vệ rất đa năng. Anh có thể chơi tốt ở mọi vị trí, từ đá trụ, tiền vệ tấn công đến hậu công. Mane được Liverpool giữ chân bằng mức lương khủng bố. Kể từ khi cập bến Liverpool vào hè 2016, tiền đạo Sadio Mane luôn là nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Klopp vận hành tại Anfield. Hiện tại, Mane kết hợp với Salah và Firmino thành tam tấu khiến mọi hàng thủ đều phải khiếp sợ. Mùa giải 2018-2019, Mane cùng Liverpool vô địch Champions League. Mùa giải năm nay, cầu thủ 28 tuổi đang đứng trước cơ hội cùng lữ đoàn đỏ
lần đầu tiên đăng quang ở Ngoại hạng Anh sau 30 năm chờ đợi. Tính ra, Mané đã ghi 77 bàn sau 161 lần ra sân trong màu áo của đội bóng thành phố Cảng. Dạo gần đây, có thông tin cho rằng Real Madrid sẵn sàng chi đến 150 triệu euro để thuyết phục Liverpool bán Mané. Tuy nhiên, lữ đoàn đỏ không hề cảm thấy động lòng. Thậm chí, Liverpool còn chuẩn bị giữ chân tiền đạo Sadio Mané bằng bản hợp đồng mới. Theo đó, Liverpool muốn Mané ở lại Anfield tới tháng 6 năm 2025 và hưởng mức lương mới 200.000 bảng một tuần, hiện tại đang là 145.000 bảng một tuần. Bản thân Mané có lẽ cũng chẳng có lý do gì để rời Liverpool vào lúc này. Man City chấp nhận cho không Sané vì Bayern quá ki bo. Trong thời buổi khó khăn về kinh tế như hiện nay, ít có điều gì là chắc chắn trong thế giới bóng đá. Tuy nhiên, về mặt xu hướng thì tất cả đều nhận ra Sané đang nghiêng về phía Bayern. Sané đã kể với một vài người bạn thân của mình là Joshua Kimmich và Leon Goretzka rằng muốn nuôi dạy con gái ở Đức với bến đỗ không đâu khác ngoài Munich. Rào cản lớn nhất vào lúc này là giá cả. Đầu mùa này, trước khi Sané dính chấn thương nặng ở trận tranh siêu cúp Anh, Bayern khẳng định không trả giá cao hơn 100 triệu euro, tương đương 87,5 triệu bảng. Trong khi Man City đòi không dưới 150 triệu euro, tương đương 131 triệu bảng. Dù bất đồng như vậy, nhưng đôi bên được cho là đều sẽ linh động để giải quyết cho xong. Nhưng rồi tai nạn ở Wembley ập đến và đình trệ mọi thứ. Kể từ đó đến nay, đã có hai sự thay đổi diễn ra. Một là hợp đồng của Sané với Man City đã ngắn hơn, và hai là tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19. Cả hai sự thay đổi này đều dẫn đến việc một hợp đồng trị giá 100 triệu euro sẽ khó có thể xảy ra. City nhận thức rõ tình hình và luôn đặt sẵn một hợp đồng gia hạn trên bàn đàm phán với Sané, nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của cầu thủ người Đức. Đến lúc này, Bayern được cho là chỉ sẵn sàng chuyển nhượng 40 triệu euro. Và với con số như vậy, City thả giữ Sané đến hết hợp đồng và nhìn anh ra đi theo dạng tự do, còn hơn là bán cho đội chủ sân Allianz Arena. Và lúc này, Sané đã đổi bên đại diện sang công ty Lian Sport. Dù Lian Sport khẳng định, những ràng buộc cũ mà bên đại diện cũ mang về cho thân chủ của mình không còn giá trị, họ vẫn sẵn sàng bắt đầu lại với Bayern. Vào tháng trước, một nhân vật có tiếng nói của Lian Sport là Damien Smalling đã đi một nước đi mạnh mẽ. Sané chắc chắn sẽ là điểm nhấn cho cả Bayern và Bundesliga với tư cách một con người lẫn một cầu thủ. Sané có tham vọng chinh phục Champions League và đang làm tất cả mọi thứ để chinh phục giấc mơ đó. Tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng Sané sẽ trở lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương. Juve hoàn thành một điều kiện, Man City sẽ bán Jesus. Hàng công của Juventus chưa hoàn toàn mang đến sự an tâm bởi Gonzalo Higuain đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp, còn Cristiano Ronaldo dù sao cũng đã 35 tuổi. Bởi vậy, huấn luyện viên Sarri đang tính đưa về đội bóng vài tiền đạo mới. Một số nguồn tin cho rằng, lão bà đang rất quan tâm đến tiền đạo Gabriel Jesus của Man City. Gabriel Jesus bao lâu nay chỉ là lựa chọn thứ hai ở vị trí trung phong ở Man City sau Sergio Aguero. Tiền đạo này không ít lần thừa nhận, việc ít được trao cơ hội ra sân. Mới đây, người đại diện của cầu thủ sinh năm 1997 cũng bóng gió đề cập đến việc cầu thủ này có thể rời Etihad nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định cần sự phục vụ của Jesus và Man City chẳng có lý do gì để phải bán Jesus. Theo Tutto Sport, cách duy nhất để Juventus sở hữu được Jesus là chấp nhận để Paulo Dybala cập bến Man City, bởi Pep rất thích ngôi sao người Argentina. Song Paulo Dybala lại là trụ cột hàng đầu ở đội bóng thành Turin. Mùa giải năm nay, Dybala đã có 13 bàn sau 34 trận và kết hợp rất tốt bên cạnh Ronaldo. Ngoài ra, bản thân tiền đạo sinh năm 1993 cũng không muốn rời nhà đương kim vô địch Serie A. Cập bến sân Old Trafford vào tháng 1 vừa qua theo dạng cho mượn, tiền đạo người Nigeria Odion Ighalo đang cho thấy sự hòa nhập rất tốt với 4 bàn thắng sau 8 trận đấu cho Quỷ Đỏ. Cả Manchester United và Ighalo đều muốn gắn bó với nhau bằng một bản hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, viễn cảnh này có thể không thành hiện thực. Theo Sky Sport, đội bóng Trung Quốc Thân Hoa Thượng Hải đang chuẩn bị trở lại thi đấu ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc China Super League vào tháng 7 tới đây, sau khi tình hình dịch bệnh có dấu hiệu được kiểm soát ở đất nước tỷ dân. Khi trở lại, giải vô địch quốc gia Trung Quốc sẽ phải thi đấu với nhịp độ gấp gáp để đảm bảo quỹ thời gian của mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, đội bóng chủ quản của Ighalo sẽ thi đấu ở AFC Champions League. Chính vì thế, Thân Hoa Thượng Hải sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Nhiều khả năng, đội bóng Trung Quốc sẽ gọi trở lại Odion Ighalo để đảm bảo chiều sâu đội hình cần thiết,
để chinh chiến ở hai đấu trường quan trọng kể trên. Được biết, nếu muốn tiền đạo người Nigeria ở lại sân Old Trafford, phải bỏ ra mức phí chuyển nhượng là 20 triệu bảng. Tuy nhiên, có lẽ Manchester United cũng cần phải cân nhắc khi Ighalo đã bước sang tuổi 30 và họ vẫn còn Rashford, Martial và tiền đạo trẻ đang lên Mason Greenwood. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin có trong tin nóng chuyển nhượng ngày 11 tháng 5 năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm subscribe ngay kênh YouTube Hơi Thở Bóng Đá. Và đừng quên bấm chuông để nhận được thông tin chuyển nhượng hot nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!